thì chứ đổ xuống cái tắt vào vụt vụt cho tới mình thấy ngồi về nấu ăn khôn là gì đâu mặc thịt thấy cái xe bự bị dính rồi đặng ấy ở cái bội hay quá à. Nó chưa kịp táp anh đã giật ra rồi. Trời ơi, cá bự không ăn. Lên 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 đi, lên đi anh, lên đi anh. Thôi cắn được. Được được được, được bự mà. Cá thôi cá bự. Được. Được không? Được. Ký à, ký ngoài. Bự chứ nhỏ vậy. Trời, vậy sao giật thấy nhẹ quá. Rồi vậy được rồi. Rồi nút cho thuốc. Quá trời. Nút cho thuốc trong luôn rồi. Trời. Ký luôn rồi chứ. Rất tươi ghê không? Này thân già quá. Nó ra lá nhỏ xíu. Tốt quá chừng. Thơm phức. Gặp cơm mà. Nhưng mà tên nó là không lụi. Này mà không ăn tới thì nó bị cũng bị nụng hết anh ha. Ừ, chứ hôm nay mưa nhiều quá. Mưa nhiều quá là nó bị tước hoài luôn mà nó vẫn bị á. Để nên mình phải ăn. Chứ thấy uổng uổng cái để nó là trồng cái cách này dạ. Có mình ăn được hoài luôn. Cái nhổ nó ra nhổ ra. Chứ hồi trước không biết á, cắt ngang á. Nó lên lại nhưng mà bụi nhỏ. Chứ nó lên lâu lên á. Của hẹ mình không có làm được như cái hành hay anh ha. Không, anh cắt vậy nè. Cắt lên nữa. Chứ không có làm được như hành hả? Không. Nó gãy nó cứng lắm. Cắt ngang vậy mốt nó nhẹ lên nữa. Thì mình cắt đủ ăn. Ừ. Hành hẹ có đủ và cắt quế thôi. Nó cao quá ha anh ha, càng cắt thấy nó càng lên cao. Nó càng ra bông nữa nè. Gai mới đầu video, xin chào quý ông bà cô bác anh chị và các bạn đang xem trên Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Rồi, xin chào cả nhà. Nay nhà mình lại đông vui. Bữa giờ đi miết Cà Mau, Sài Gòn, Bạc Liêu. Hôm bữa chuyện cho được mới đầu bầu đã tốn tiền. Là con gái nữa là lên đỉnh lấy đồ nữa là đỡ tốn nữa. Bây giờ xin sao để muộn đỡ ha. Cô lý. Quế nó già thú đế chắc phải trồng lại nó cũng nhanh lên cắt cho nó lên tuột hả mà nó lên không ra bông nữa à nè tượng cao không ra bông nè cắt ngang á cắt ngang cái gì cái tượng này là nó ra bông nữa nè công nhận hẹ này trồng lâu ghê trồng từ lúc mà trồng hạt á cũng đâu tới lúc ăn là cũng gần 2 tháng trời đó con gà ký ba hả mẹ ừ ký ba con này nó có đài từ lúc mà mình nuôi đây rồi bác ba nãy gà người ta nuôi phà tại anh cho ăn lúa không à gà thì này mình kho chiều mình ăn sáng mình ăn cá ủa mày kho mày xào xào môn hả thì để ra vui quá trời kìa em đuổi kìa con cá là bự quá mình chẻ làm hai cái mình dễ ra hai dĩa làm hai mâm đây có nấm đông cô nè có cà gót hành tây
rừng lên. Thôi như này. Này mình nắp không này cả nhà. Rồi cái mình làm nước sạch sau. Kêu cái xào xèo lại. Còn đây là tương hộp không thể thiếu cho món này. Tương hộp ta làm bằng đậu nành này. Rồi để tương hộp vô đi. Hết luôn hay vô. Cá bự mà cắt đường nó cái luộc mà nó hơi cứng mình để vô luôn giờ cho nó lên đường. Cái này cái hộp tương này nó là ngọt mà mặn vừa ăn cái nhỉ, mà nó niêm gì nó niêm gì nữa. Đây là phần nước sốt chất chân tương. Còn đây là hai không hai xửng cá cho nên nó hang cá kìa. Con cá làm hai mâm mình ta hấp hấp xong rồi nè, xong rồi giờ múc ra để vô cái gì vô xẹp xuống rồi. Hồi nãy phải dính cá nái thử thử rồi cá nái dễ dính được lắm. Cá nái chân tường, cá nái chân tường ăn mới ngon ha. Thì đó, cá nái chân tường ăn mới ngon. Ra một món tài tượng hả? Rồi, phủ lên. Cá nái bữa nay dài và dày luôn rồi. Mấy năm thôi. Nhiều lắm ha. Mẹ anh không kêu em làm cái ớt. Em làm ớt nở bông á. Ớt cay. Cả cái ớt không cay để cho nó đẹp. Mà cái cà gót này nó cũng đỏ. Ủa rồi cái ngồi đâu nữa rồi? Dưới này mẹ. Đâu? Vậy là lâu biết con gì trong đây. Vậy cho anh đây. Đây là nước mắm để mình chấm của bánh tráng. Nước bánh tráng đi. Rồi mời cả nhà cùng rửa với gia đình nha. Bật lên. Khai pháo. Này ăn hai bếp luôn. Hôm nay chơi hai mâm. Cá nó chui mất tiêu rồi. Mời cả nhà dùng bữa. Về phần bên kia cả nhà tự thương nuôi. À, không có cá mú bóng mú thì mình ăn cá tai tượng. Cá bóng tượng, cá tai tượng như phải cá bóng tượng. Cá bóng mú. Cá nha. Cái này mà để nóng nóng là ăn được rồi. Ừ. Chín ra mà. Lửa ghiêu ghiêu cho nóng được rồi đó. Ủa anh ăn món gì vậy? Rồi vậy bóng muống hấp hồng câu. Trời cá bóng muống nó cầm nhận không có miếng xương luôn. Mì ăn đã nó mì vậy nó mới mát tiền. Lấy xương ra hay sao? Không có cá loại cá nó có xương. Nó chỉ có cái chân sống hết trơn. Cá bóng gì? Bóng muống. Cho nó chín cái củ hành. Mày chưa thấy cá đâu hả? Từ từ mà hồi ăn là mình dễ ra. Cá làm như vậy này cả nhà. À, ngọc trầm trí thượng. Để chịu anh ơi cầm đũa cho rồi để bạn à. Để bạn gì giờ chân hồi hương con này mình lại sửa lại giờ chân. Cái này mình đã bắt xương rồi có à. Có cái một con là mẹ một miếng không phải một bên là mẹ chưa thấy xương đó à, nè anh chưa cả nhà còn cái xương, này có xương nha cái này còn xương dâm nha cái này cẩn thận nha cái này không phải cá bóng muống nha. Quên nha, không phải không cô ấy. Ừ. Với rau nè. Mẹ, không nó bị ướt không? Hả? Để lót rau chứ. Nè. Ờ, lót rau mới được. Nè, hẹ nè. Rồi. Để đây. Rồi nhà. Chị cho, gửi nhà cho. Hẹ, hẹ cũng hẹ nhà mình đó nè.
cái nào cũng nhà trồng chứ phải không? Ừ. Ra ngoài vườn cá dưới mương. Bữa nay gà trong chị Hương. Gà trong chị Hương. Bữa nay mình đem đi chứng tương. Hay ha, gà trong chị Hương. Em đi chứng tương. Ăn với nấm hương. Bữa này phải nấm hương, nấm ăn cô. Ngon hết mấy đường về. Dạ, cho nó chất quất rồi đó. Không dần hả? Đường đó, có chỉ đường đó. Đúng đường cũng cô. Củ hành. Này cắn cái chừng rớt ra nghe mẹ. Kêu mẹ ăn bình thường nha. Anh với chị cha chú chồng gan kêu mẹ ăn càng bình thường đi, lỡ có gì đi xuống gắn lại. Đi tốn tiền lắm. Nó đi lần sau đi xe đò xe buýt. Đi mình á. Nãy không quên nhổ mấy cái cây bãi xanh ngoài. Để có cái có lá bự cuốn nó dễ. Ăn lá sách ăn hộp bệ xanh. Cá nhỏ quá trên tường nó bị mềm. Để lấy muỗng múc đi. Múc á. Ủa bữa hổm mình còn bánh ăn mà ấy mà. Cơm đam, gì? Bánh chán mà nhúng nước á. Nhớ mình đâu có ăn bánh nào nước mà. Bánh kia nó trong hơn. Dài đó. Không có lá bự khó cuốn. Ừ, khó cuốn. Thẻ này là lâu quá nó hơi dạ. Mình ngưng tí mình dậy ra mình bẻ không? Mình nhổ đâu vô. Thôi, hết rồi. Cục hứng. Rồi nó bị đẹp. Thấy nhỏ rồi nó già. Thấy dài. Rồi. Vậy là chất lượng gan chất lượng rồi. Ừ. Nó dần gụm nè. Còn miếng giấy hả? Để bún tàu vô. Để miếng núm vô. Miếng cá vô. Múc cái cá lên. Giờ mình cuốn giả mà đi mình cuốn cá đây. Gà hốt. Hốt không có gì. Quế phải không? Quế. Trên trong này ta không thấy luôn nè. Ngộ à. Quế nhóc rồi. Lặt rồi chú cháu lặt rồi. Nha. Lo ăn chân tương ngon. Nó bánh tráng mà nó hổi ngon quá. Cái gió nó nhiễu mình. Trời. Ừ. Có cái lá bự là không có nhiễu đâu chứ. Ừ. Cái này là không có lá. Thôi ra ngoài mà không hái, quên. Rau gãi dư không có ăn gãi rồi những mọc lên bự hết chứ. Còn ra mình trồng tưới thấy bà luôn. Mình nó thiếu. Không thiếu. Không có bị chen chút quá anh. Cái nào quan giả. Không phải. Chút thấy bên này không? Gãi đại rồi lên ngon lành luôn. Dạ. Cái nào quan giả thì nó tốt. Trồng tưới phân được, thịt thuốc được. Cả chỗ đó giờ không có dầm. Đất đất mới, còn phân nhiều. Nó không bị mưa ngập nữa. Chắc
chưa được cho mấy cơm chưa? Còn cơm không? Có. Em bưng cái này xuống này. Bưng luôn cái da này hả? Ừ. Giờ trường á. Ngon lắm á. Tử cung á. Giờ trường. Trứng ha. Vô. Con heo là kêu giờ trường. Người kêu tử cung. Con gà kêu giờ trường. Thấy cái gì? Cái bụng trứng. Con nào kêu tử cung? Người. Sáng mặn gà còn lại miếng, chiều nay hai chồng ăn. Mẹ mình về ngoại rồi, bữa giờ đi tới đi lui á, mẹ không có về ngoại. Bây giờ hai đứa mình về nhà, cái mẹ lại về ngoại tiếp. Khai chiên à? Khai chiên. Gà này em chế nhiều nhiều nữa nó cứng á, kho cho nó thấm nó mềm. Cứng dữ luôn. Này chiều nay hai đứa kho rau găm ăn cơm. Ăn được buổi chiều với buổi sáng mai. Sáng mai ăn sáng đỡ khỏi ăn bánh mì. Không, bình thường ở nhà mình cũng đâu ăn bánh mì nhiều, chỉ có mình đi á. Mình đi đây đi đó mình vội vàng ăn bánh mì cho nó nhanh gọn lẹ. Gà mà kho từ nước tới đây nè cả nhà. Xuống giờ cạn luôn. Xong rồi để rau găm vô. Đó, về hồi ra hái miếng rau ngoài vườn nữa. Vô ăn được buổi chiều. Xong rồi. Cảm ơn cả nhà theo dõi video ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai. Xin chào.